Thưa quý vị, chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự lễ dỗ quý nhật lần thứ 5 cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ngày hôm nay. Hôm nay, Đức ông Nguyễn Đức Minh, ngài giáp chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho cố thi sĩ, và chúng ta có cái đoàn trong độ bộ khánh của đang không bên trái bộ gạo để hôm nay để hát lễ cho chúng ta trong thánh lễ này. Kính thưa quý vị, trong không khí tưởng niệm một người trong anh chị em, trong quý vị, một thi sĩ cả một đời đã hy sinh cho tình yêu quê hương đất nước, nói lên sự thật của sự dối trá của nhà cầm quyền cộng sản ở nơi tù đầy nhỏ là bốn bức tường ngục tù, và tù đầy lớn là quê hương Việt Nam, cả đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Việt Cường sẽ có đôi lời về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trước khi chúng ta cử hành lễ. Bí mời anh Trần Việt Cường. Thưa tất cả quý vị, trong con phần ấm cúng này, tôi nhận thấy toàn là những nhân sĩ, những người tha thiết với quê hương và cùng một tâm tình cảm phục thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Chính là người có thể nói về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện rõ ràng nhất chính là nhà văn Trần Phong Vũ, một đàn anh mà tôi rất cảm phục, và chính ông đã nói về thi sĩ tại nhà thờ Chính Tòa. Tôi xin nói về thi sĩ trong tư cách một người Việt Nam, hãnh diện vì một người Việt Nam, một ngôn sứ của sự thật và của công lý, một người Việt Nam vĩ đại và một nhân tài. Trong 27 năm tù ngục, ông đã sáng tác 700 bài thơ, và những bài thơ ông nói là ông nhớ trong đầu, và ông nhớ viết ra 700 bài thơ bằng ký ức, và mỗi bài đều có ghi rõ năm tháng. Và riêng bài Đồng Lầy đã có 500 câu thơ. Riêng điểm đó, ông đã là một vĩ nhân mà chúng ta không sánh kịp. Nhưng điều mà ông đóng góp nhiều nhất cho Tổ quốc và cho quê hương chính là ông đã nói lên cho cả thế giới biết chế độ cộng sản là một cơn dịch nguy hiểm nhất và một cái tai nạn lớn nhất của nhân loại. Và khi ông đưa tập thơ vào tòa đại sứ Anh năm 1979, người ta cho là ông không thể sống sót được. Tập thơ in đầu tiên với danh hiệu là bản chúc thư của một người Việt Nam. Và tôi sẽ giới thiệu đến quý vị con người của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua chính những vần thơ của ông. Và tập thơ của Nguyễn Chí Thiện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới, và nhân loại đã nhận ra thảm họa cộng sản. Và như một sự tình cờ, 10 năm sau, bức tường Bá Linh sụp đổ, kéo theo sự tàn lụi mau chóng của chế độ cộng sản trên toàn thế giới. Chứng từ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là một chứng từ có tính cách thuyết phục, tại vì chính ông đã lớn lên trong chế độ cộng sản. Như vần thơ ông nói, tuổi đôi mươi, tuổi bước vào đời, hồn lộc cao gió thổi chơi vơi, bốn phía bao la chỉ thấy chân mây rộng tuyệt vời. Ông đi vào đời với một tâm hồn đầy lý tưởng, và cũng như nhiều người trẻ Việt Nam đã bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cộng sản. Ngỡ cờ sao rực rỡ, tua thắm màu xứ sở yêu thương. Nhưng rất nhanh, ông đã nhận ra bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và của chế độ. Hàng Bác Bó biến thành hàng ác thú, Bác Hồ già hóa dạng lão hồ ly, một hồ ly gian hiểm và bạo tàn, một sự phản bội. Ông nói, có ngờ đâu giáo dở đã lên đường,
hung bạo xóa bờ kim cổ, từ cổ chí kim, chưa có chế độ nào hung bạo và tàn ác bằng chế độ cộng sản. Và ông nói về tình trạng của người Nam, Việt Nam, dân chúng Việt Nam dưới chế độ cộng sản như sau: khiếp sợ, sững sờ, tê dại, lịch sử quay tít vòng trở lại, thời hùm beo rắn rết công khai, ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mai. Và cái tội ác của cộng sản và của Hồ Chí Minh, của tên tội đồ dân tộc, ông nói nó lùa nó thả một lũ mặt người dạ thú xông ra, khiến nơi đồng xa lên mấp mô mồ mả, các hồn ma cũng thỏa vong linh, bởi thấy nơi địa ngục của mình còn ít nhục hình hơn dương thế. Một hình ảnh rất hãi hùng và một tình trạng mà dân tộc Việt Nam không thể thoát ra được, ngược bóng đêm tràn ngập. Họ nói, ông nói là ngẩng mặt lên tuy có thấy trời xanh, nhưng chân không thể nào rút khỏi vũng lầy man mọi hôi tanh. Và một chế độ khốn nạn cho đến nỗi không được mơ ước đến tự do và no ấm. Ông viết, nếu ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống, biết tôi tù, anh sẽ nói tự do. Tôi đói lâu rồi, anh sẽ nói ấm lo. Không, không phải, anh lầm. Trên đất cộng, những thứ đó đã trở thành huyễn mộng. Ông có thể nói như vậy, tại vì chính ông đã là một chứng nhân sống trong chế độ cộng sản bạo tàn. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ông là một người kiên cường. Ông yêu chuộng tự do. Tự do tôi quý thiết tha, mà sao tù ngục hết ra lại vào. Trong khoảng thập niên 61 đến 91, ông bị tù 27 năm. Trong những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã như ông diễn tả sau đây: mưa đông rét đang ào ào gió lạnh, đứng ngâm mình vớt nứa giữa dòng sông. Bà tưởng tôi xương sắt với da đồng, tôi đang sống trong trại giam biệt cầm. Chỗ tôi nằm 60 phân chiếu rộng, hai người bên, một hủi một ho lao. Bạn bảo tôi còn biết làm sao, tôi đang sống trong trại giam biệt cầm. Hoàn cảnh sống nghiệt ngã, đánh đập, tù đầy cùng kiệp. Trong bài Sư Lý Bạch ông viết là tôi đói là gác lên cùm dỉ xám. Ở đoạn khác, xà lim tối, chân cùm dập nát, lũ chúng tôi triền miên đói khát, đánh đập tù đầy khát. Và ông viết tiếp, 10 năm cấm cố, tiêu dần thịt da, rừng hoang biên giới mưa xa, hoáng kêu nốc giọng xa xa trên ngàn. Tiếng hoáng kêu, ông có cảm tưởng là tiếng đang than khóc cho thân phận những người tù và than khóc cho thân phận của quê hương Việt Nam. Ông viết tiếp, chăn đơn khôn ấm nỗi hàn, co lên đắp tấm thân tàn bỏ đi. Qua hai câu thơ đó mình thấy rõ một bức chân rất mỏng và rất ngắn, không đủ để che thân, phải co lên. Nhưng mà những khổ nhục tù đầy đó không làm ông khuất phục. Ông viết như thế này, những phần vần thơ rất kiêu hùng: dù muôn ngọc gọc súng, dù muôn học súng đen sì, phục sẵn trên đường thiên lý, ta dám sống và ta dám nghĩ, chuyện dám làm dám chết lẽ đâu không, ta sẽ dành cho sự thành công bảo bối cuối cùng, mạng sống. Ông sẵn sàng chết vì lý tưởng tự do. Và khi miền Nam sụp đổ trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, ông vẫn không khuất phục. Ông viết như thế này: khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho cộng sản, sức mạnh toàn cầu nhục nhã thua tan, giữa cùm lao bệnh hoạn cơ hàn, thơ vẫn bắn và thừa dư sức đạn. Một con người đáng cho chúng ta khâm phục và một con người tha thiết yêu quê hương. Chúng ta hãy nghe bài lời thơ của một người tù miền Bắc: miền Nam ơi, từ thủ tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Và tâm tình yêu nước của ông cũng diễn tả phần nào tâm tình của quý vị ở đây, những người yêu quê hương khi miền Nam bị mất. Ông viết như thế này: nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác, biết bao giờ lấy lại được giang san. Chế độ này trâu ngựa sống không an, xài lang đã lập xong nền thống trị. Và có lẽ trong tâm tình có lẽ chúng ta tuyệt vọng, nhưng ông không tuyệt vọng. Ông kêu gọi chúng ta và toàn dân phải đứng lên. Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ, ai trái tim lân mẫn vạn dân tài. Và trong bóng đêm dày đặc mà chế độ cộng sản bao trùm cho quê hương, ông viết những vần thơ rất bi hùng.
trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn buồn mặt trời, trong đau khổ khôn lời, phục sẵn toàn sấm sét, trong đám người đói rét, phục sẵn những đoàn quân, khi vận nước xoay vần, tất cả thành viên tử. Và đó cũng là ước mơ của tất cả chúng ta, một ngày nào đó quê hương được giải phóng. Đến đây, tôi xin nói đến con người nhân ái, một trái tim nhân ái nơi Nguyễn Chí Thiện. Và chúng ta nhìn thấy Nguyễn Chí Thiện, chính như tôi, cảm thấy một con người rất khắc khổ, ít nói ít cười như một vị khổ tu. Nhưng chúng ta đâu có ngờ một trái tim hồng với bao chan chứa. Đây là những bài thơ ông viết khi mới bước vào tuổi đôi mươi, một bài tình ca rất hay mà tôi rất thích. Mắt em mềm mại con đò, anh nhìn chẳng thấy hẹn hò một câu. Các bạn trong ca đoàn chắc rất thích bài thơ này. Mắt em trong mắt dòng sâu, anh nhìn chẳng thấy nhịp cầu bước qua. Mắt em là một vườn hoa, vắng anh thắm nở chói lòa sắc hương. Vườn hoa ấy cảnh thiên đường, anh nhìn chỉ thấy cửa thường đóng im. Và trong con người khắc khổ đó chứa đựng một trái tim tha thiết yêu thương, như trong bài thơ như thế này: anh sợ lắm, lòng anh siêu đổ mất, anh van anh đừng qua lại nơi đây. Nhưng hỡi ôi, em vắng bóng một ngày, anh đã sống như người điên loạn nhất. Anh lạnh lẽo, em ơi đừng tưởng thật, anh cũng giống như vỏ ngoài trái đất, mà trong lòng bao khói lửa đam mê. Và trái tim nhận cảm đó, chúng ta mới cảm thông được nỗi đau khổ của ông khi sống trong tù đầy cộng sản suốt cả tuổi thanh xuân. Và bạo lực tù đầy không làm chết được trái tim nhân ái trong ông. Ông viết: trái tim tôi quán nghèo lọt gió, chỉ dừng chân kẻ lỡ độ đường. Giữa đêm trường giá lạnh hơi sương, kẻ lỡ độ sẽ tìm ở đó chút lửa ấm, ngọn đèn dầu vạn nhật. Và bài thơ này chính ông đã sống trong cuộc sống, trong hoàn cảnh rất thanh bần, ông vẫn giúp những người cần phải giúp đỡ. Điều đó làm chúng tôi rất cảm phục. Và ông còn một tâm hồn rất cao thượng và đắc đạo, hay là siêu thoát. Bốn vần thơ ở đây tôi vẫn lấy làm châm ngôn của hạnh phúc trong cuộc sống. Ông viết như thế này: thánh nhân là kẻ có thừa, cho dù cái có là chưa có gì. Phàm nhân là kẻ ngu si, bỏ đi cái có, khổ vì cái không. Và những phần tư đó, chúng ta thấy một ánh lửa của Chúa Thánh Thần chiếu rọi trong tâm hồn của anh, của ông, phúc cho những kẻ khó nghèo. Và chính tôi, người đã theo Chúa rất nhiều năm, vẫn là một kẻ ngu si, vẫn bỏ đi cái có, khổ vì cái không, giữa bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa. Và cái câu ông nói: ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn, đã thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đấng thương toàn dân. Và trái tim của ông còn có một trái tim hồng mà chế độ cộng sản không làm chết được. Ông nói như thế này: một trái tim hồng với bao nhiêu trang chứa, ta đặt trên bờ dương thế trước khi xa. Không còn gì cả, ông muốn để lại cho cuộc đời, cho chúng ta một trái tim hồng. Và như bản phúc âm tuần trước, chính ông đã được Chúa gọi vào người thợ làm vườn nho trong giờ cuối của cuộc đời. Nhưng cũng như lời Chúa nói, kẻ cuối cùng sẽ trở thành trước tiên. Và trong tâm tình làm chứng cho sự thật, trong một tâm tình nhân ái, ông đã là người theo Chúa rất lâu. Và mặc dù ông không biết, Chúa Giêsu, thầy chí thánh của ông và đấng cứu độ của ông, đã cùng đi và cùng vác với ông trong những chặng đường thánh giá của cuộc đời. Và chính Chúa Giêsu đó sẽ có mặt trên bàn thờ trong lát nữa đây, để tái diễn hy lễ của thánh giá và tiệc ly thánh thể. Chúng ta nhớ lại những lời tâm tình của Chúa: nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi trước để dọn chỗ cho chúng con, và khi thầy đã dọn, thầy sẽ về để đón chúng con về. Trong tâm tình trông cậy lên lòng nhân từ của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, người chúng ta cảm phục, và trong lòng hy vọng đức cậy vô biên, chúng ta tin rằng qua một cuộc đời đầy gian truân, ông đang được bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
Xin cảm ơn bác sĩ Trần Việt Cường. Bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên bắt đầu cử hành thánh lễ. Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật 26 trong mùa quanh năm. Trong lúc kết hợp từ Chúa Giêsu để cùng dân thánh lễ, chúng ta hãy nhớ đến thân phận yếu đuối của con người, nhớ đến tội lỗi và những khuyết điểm của chúng ta trong đời sống hàng ngày để xin Chúa thương xót tha thứ, thanh tẩy tâm hồn và ban xuống muôn vàn hồng ân cho chúng ta. Vinh quang cao cả.
Thứ tha chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tẩu tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác, nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã làm, đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa. Con tới đông nơi này xuống.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong Đức Mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau. Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người là tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên như người trong cách thức về bên ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các con nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: này con, hôm nay con đi làm vườn cho cha. Nó thưa lại rằng: con không đi. Nhưng sau, nó nghĩ lại và hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thơ lại rằng: thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đó đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: tôi bảo thật cả con, những người thu thuế
và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước cả con. Vì Gioan đã đến với cả con trong đường công chính và cả con không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm để tin Ngài. Còn cả con, sau khi xem thấy điều đó, cả con cũng không hối hận mà tin vào người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin mời an toàn. Dân Nhật Bản có một câu chuyện cổ tích kể rằng có một đạo sĩ suốt đời tu đức, khi chết được đưa lên thiên đàng. Khi ông mới đến, một thiên thần hướng dẫn ông đi xem quang cảnh trên thiên đàng, thì thấy các phòng rộng lớn, ánh sáng êm dịu, mọi sự rất là đẹp đẽ và thích thú. Nhưng rồi đi qua, ông thấy có một phòng có những kệ, như kệ sách từng tầng từng bậc mà đầy lên là những tai người. Ông lấy làm lạ, rồi hỏi cái vị hướng dẫn, tại sao lại có cái bậc mà toàn là tai cả? Người hướng dẫn giải thích cho ông rằng, khi ở dưới dương thế, có nhiều người sẵn sàng nghe lời Thiên Chúa. Các buổi lễ ở hội đường, họ đều tham dự và lắng tai nghe lời Chúa. Nhưng chỉ có thế thôi. Vì thế, khi chết rồi, cái tai của họ được lên thiên đàng, chỉ có tai thôi. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa cũng muốn nói điểm đó với các thượng tế, các kỳ lão, là những người tự nhận rằng mình là người tôn trọng lời Thiên Chúa, các giới răn của Thiên Chúa và rao giảng các giới răn đó. Nhưng họ cũng không thực hành. Trái lại, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc lại cho tất cả chúng ta là việc quan trọng nhất là thi hành thánh ý của Cha chúng ta trên trời. Cho nên anh em hãy cố gắng có cùng một suy tư, cùng những tư tưởng như Chúa Giê-xu. Anh em hãy cùng có lòng thương cảm, cùng có lòng yêu thương, tha thứ và giúp đỡ như chính Chúa Giê-xu. Và đó
là sự điệp của Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta ngày hôm nay. Amen. Cho người công giáo khắp thế giới, xin Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta làm chứng cho chân lý rằng mọi cuộc sống đều có giá trị của nó. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho chính quyền, xin cho họ được khôn ngoan, luôn mưu tìm phúc lợi cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho quê hương Việt Nam sớm có dân chủ tự do, để mọi người dân Việt góp phần xây dựng đất nước. Đã quá khổ đau trong bao thập kỷ qua dưới chế độ hung tàn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn thi sĩ Thomas More, Nguyễn Chí Thiện sớm được hưởng hạnh phúc ở quê trời vĩnh cửu, sau một đời gian khổ vì khát vọng tự do cho đất nước Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho những người đau yếu, xin cho các tín hữu đang đau yếu bệnh tật
tìm được sự chữa lành nơi Chúa Giêsu. Đặc biệt, những người chúng con nhớ đến và cầu nguyện cho họ trong giờ này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin cho những người mới qua đời sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin quý vị dành một phút thinh lặng, dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ và đầy lòng thương xót, xin Chúa nhận lời kêu xin của tất cả dân Chúa, và đặc biệt xin Chúa đón nhận linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện và đưa vào nước trời thượng công đời đời. Vì danh Chúa Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Sống và hoạt động ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy
hiệu quả tình thương của Cha mà còn được lãnh nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu lời Chúa Thánh Thần. Nhờ người, Cha đã cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết. Do đó, chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tôn hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tận trời. Chúng tôn đấng ngự đến nguyện danh Chúa, hoan hô Chúa trên cao tận. Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện hợp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói rằng: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bình cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và cùng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mẹn cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Kevin Van Tim Cryer và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa
Xin cho ấy Thầy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đời sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loại thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin anh chị em cầu chúc bình an cho nhau. Đây
kiến Thiên Chúa đầy đơn cho tội thần gian, phước cho ai được mời đến dự tiệc kiến Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình thánh máu thánh Chúa Kitô gìn giữ chúng con được sống đời đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người ẩn trong và hiện thế muôn đời. Amen. Xin mời quý vị an toàn. Trước lời cảm ơn, tôi xin có một thông báo là có cô Tâm An là người đóng góp rất nhiều cho các công tác nhân quyền, và cô cho biết là tác phẩm Nguyễn Chí Thiện Trái Tim Hồng của nhà văn Trần Phong Vũ đã được thực hiện bằng audio và có thể nghe truy cập trên net, có thể vào YouTube và Nguyễn Chí Thiện Trái Tim Hồng Con Người và Cuộc Đời. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây đại diện cho ban tổ chức, chủ nhiệm của Nguyệt San Diễn đàn Giáo dân và một thành viên của nhóm Doan Tiền Hồ, ông Nguyễn Văn Liêm sẽ có đôi lời cảm ơn. Kính thưa Đức ông Nguyễn Đức Minh, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay quý vị đến hiện diện nơi đây để tưởng niệm và cầu nguyện cho một nhà thơ, và còn hơn một nhà thơ, bởi vì ông là một người Việt Nam duy nhất được có tên gọi bi hùng và bất khuất, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện. Cả cuộc đời ông dâng hiến trái tim cho quê hương đất nước, cả cuộc đời ông trong ngục tù chấp nhận những lao nhọc, những khổ đau để nói lên sự thật của nhà tù cộng sản và nói lên sự tàn bạo của chế độ phi nhân. Như trước thánh lễ, bác sĩ Trần Bình Cường đã khơi gợi cho quý vị những dòng thơ bất khuất của ông. Ông đã đánh thẳng vào tử huyệt của nhà cầm quyền cộng sản. Như những vần thơ: không có gì quý hơn độc lập tự do, tôi biết nó, thằng nói lên điều đó. Tôi biết nó, đồng bào Bắc Việt này biết nó. Tôi biết nó, biết những việc
nó làm và những điều nó phạm. Tôi không thuộc hết những dòng thơ đó, nhưng cái ý của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã dám can đảm để nói lên khi mà lãnh tụ cộng sản được người cộng sản tôn lên như thần thánh, như anh hùng, thì nhà thơ đã chỉ mặt người tên tội đồ của dân tộc. Thưa quý vị, từ đáy trái tim của nhà thơ và trong sâu thẳm của thi ca, ông đã vọt lên những vần thơ để nói lên sự thật cho thế giới, cho nhân loại và cho những con người Việt Nam biết đến. Chúng tôi xin được chân thành cảm tạ toàn thể quý vị. Trước hết chúng con xin cảm ơn Đức ông Nguyễn Đức Minh đã sốt sắng nhận lời để đến tham dự và dâng thánh lễ cho chúng con hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý anh chị ca đoàn Gloria là những người luôn dùng tiếng nhạc, lời ca để ca ngợi Thiên Chúa. Quý anh chị cũng có những tấm lòng nhân ái đã sẵn sàng góp vào những công việc phục hưng cho quê hương đất nước. Khi chúng tôi có những cơ hội để nhờ đến quý anh chị, xin cảm tạ quý anh chị. Và xin cảm ơn toàn thể quý vị hiện diện hôm nay đã đến tham dự, làm cho thánh lễ được thêm phần sốt sắng và tưởng niệm và cầu nguyện cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, cho anh linh của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sẽ được trở về cõi vĩnh hằng, và cũng cùng chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban chú cho quê hương sớm thoát khỏi cộng sản vô thần. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Đức ông cùng toàn thể quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị ở lại dùng bữa cơm trưa với chúng tôi. Bây giờ có đọc thêm kinh cầu nguyện riêng cho Thomas More về lễ chủ nhật, không thêm lời nguyện. Vâng ạ, xin chào bạn. Bây giờ ban gì? Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lòng tràn đầy bình an. Amen. Trong Chúa.